không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn còn luôn mê mải trần thế. Nhưng lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là đời chưa qua khỏi sầu oán. Thánh tịnh hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ cùng ca danh Người. Chúng con đọc thấy tâm tình ấy trong mắt của cha, và chúng con cũng đọc thấy lời ấy. Vui mừng trong ngày kỷ niệm 55 thánh chức địa phục của cha và mừng cha thượng thọ các tuần, để được thể hiện niềm vui ấy, tất cả chúng con có nhớ bó hoa rất tươi thắm, chúng con xin được kính dâng lên cha tỏ lòng tri ân cả đến Chúa cũng như là chúc mừng cha. Cha có đồng ý không cha? Đồng ý đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,
vàng của chúng ta cũng đã từng biết rất quen thuộc, đó là cha xứ Phúc Đông. Chúng tôi xin kính mời. Bên cạnh cha xứ Phúc Đông là cha xứ Trại Mới. Chúng tôi xin kính chào các quý cha đã về với niềm vui của cha già, cũng là niềm vui của tất cả cộng đoàn chúng con. Tiếp sau đây chúng con xin kính mời cụ tiên của chúng con cùng các quý cha đón niềm vui tiếp tục. Xin mời tiết mục của giáo xứ Phú Mỹ. Chân tội lỗi yêu con người đắm đuối chết đớn đau sâu, người đó là Chúa Trời làm người nơi dương thế, tình mến chứa tràn khơi trên mắt buồn vương, cơn đam mê bừng rực sáng yêu thương bằng cái chết, tiếng yêu vang vọng đêm trường. Xin Ngài thương ban cho con một tình yêu nồng thắm đáp lại mối tình kia, yêu cho con yêu thập tự, cho con say tình Ngài giữa lòng đời hôm đó là Chúa Trời làm người nơi dương thế. Đi đều đều đi anh. Cứ đi đều đều đi.
tình yêu con nay như hài mòn, một đời tìm trong thao thơ, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tim khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi cho đời con những đắng cay khổ sâu, nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi buồn từ nay cho cuộc đời, vì Ngài là niềm tin phước, là chén rượu hiền con lãnh nhận. Chúa ơi chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chan chứa tim hồng đẹp qua vốn. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Hey!
cống hiến cho giáo phận qua việc phục vụ các linh hồn, cũng như siết chặt trong sự hiệp thông trung thành gắn bó với bề trên. Trong tinh thần đó, hôm nay vị chủ chân cao nhất của giáo phận là Đức Hồng Y cũng hiện diện trong thánh lễ để cầu nguyện hiệp thông trong tri ân cảm tạ Thiên Chúa với cha già Cố Du Xê. Cộng đoàn chúng ta hãy nhiệt liệt chào mừng Đức Hồng Y. Nhiệt liệt chào mừng. Nhiệt liệt chào mừng Đức Hồng Y. Cùng hiệp thông tất cả các quý cha hôm nay cũng có mặt hiện diện để cầu nguyện trong sự hiệp thông với cha già Cố Du Xê. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng Đức Cha Phụ Tá và các quý cha. À, hôm nay các cha bề trên, nhà dòng, Chúa Cứu Thế, các nhà dòng và anh chị em tu sĩ nam nữ, ban hành giáo và giáo dân của các xứ trong và ngoài mà cha già Cố đã phục vụ, sự và tất cả quý khách có mặt hôm nay, chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng. Xin được giới thiệu cha trưởng tử thay mặt cho anh chị em con cái của ngài lên đọc lời chúc mừng. Kính thưa các quý cha, kính thưa quý vị đại biểu, các quý khách cùng toàn thể cộng đoàn sân chùa. Sách khôn ngoan dạy rằng người đầu bạc thì khôn ngoan và tuổi già là một cuộc đời thanh sạch. Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa và được Chúa yêu dấu. Còn người đời thì nói nhân sinh thấp thập cổ lai hy, người sống 70 xưa nay hiếm, 70 mà đã hiếm, 80 lại còn hiếm hơn. Thì không những hiếm mà còn đáng tôn quý. 50 năm một nửa thế kỷ sống đời linh mục để chia sẻ chức vụ tư tế thánh của Đức Kitô, làm cây cầu nối giữa Thiên Chúa và nhân loại. Nhưng linh mục không một lời oán than, linh mục vẫn vững vàng bước tới và bước lên, vẫn vui vẻ trao hiến thân mình để phục vụ, để cho đi cạnh thiên không. Thiên Chúa đã cho Cố Du Xê nguyễn ngọc lánh của chúng con kỷ niệm tròn 50 năm ngày đổ phụ phong linh mục và mừng đổ thượng thọ pháp tuần. Chúng con cái của Cố trong giáo miền và mọi miền gần xa xin tụ họp bên Cố cùng Đức Hồng Y, Đức Cha và các quý cha để dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng cảm mến. Cha và con và em nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại
sinh thiên chúng sống lại để hiện ra với các vị.
vị kia thì đức chính Đức Kitô ấy cũng đã hiện tha với Phaolô và sai ngài đi rao giảng tin mừng Đức Kitô sống lại. Xin mời cộng đoàn lắng nghe. Phaolô tông đồ gửi đến những Cô-rinh-tô, anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo. Nhờ đó anh em được cứu độ. Nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em, bằng không anh em đã tin cách vô ích. Các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm để Cha được vinh hiển trong con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho. Đó